Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Sự chiếu cố của thần linh, tập 43. Sinh viên y khoa cũng hút thuốc à? Chẳng phải không tốt cho phổi sao? Đó là ấn tượng cố hữu. Ha ha. Tắt. Nói mới nhớ, tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Hả? Lúc đó trong lớp còn có một học sinh chuyển trường, tên gì ấy nhỉ? Không nhớ nổi. Dù sao lúc đó các cậu hay đi học chung với nhau, tôi còn tưởng các cậu rất thân. Sao cơ? Có chuyện này sao? Cậu không nhớ sai người chứ? Đâu có, tôi nhớ rõ ràng lắm mà. Bởi vì lúc đó chỉ cần bạn học đó nói chuyện với người khác, cậu sẽ bày ra gương mặt cau có. Nếu các cậu không thân thì cậu cau có làm gì? Có chuyện này à? Tôi hoàn toàn không có ký ức về chuyện này. Lẽ nào mình suy nghĩ nhiều? Ha ha, dù sao cũng chỉ 2-3 ngày mà thôi. 3 năm rồi, không nhớ cũng rất bình thường. Là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Cậu đừng để ý, tôi quay về trước đây. Cậu ấy có vẻ rất chắc chắn. Cho nên thật sự có người như vậy sao? Rào 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 rào. Vì sao đột nhiên mình lại cảm thấy người này cực kỳ quan trọng nhỉ? Thật sự rất kỳ lạ. Trước kia lúc còn đi học thường xuyên trốn tiết. Mình hỏi mẹ sao lại vậy, mẹ nói mình bận chăm cây nên không chịu đi học. Tại sao phải chăm mấy cái cây đó? Bởi vì rất thích nông nghiệp sao? Nếu thật sự thích nông nghiệp, tại sao cuối cùng mình lại chọn y khoa? Tuy rằng hiện tại có hơi hối hận vì chọn học y. Cho nên khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Cứ luôn có cảm giác bản thân vô duyên vô cớ mất đi một số ký ức. Có nên đi hỏi những bạn học khác không? Vị trí thần Bách Thảo vẫn còn trống. Đã đến lúc để vị thần khác lên thay thế rồi. Ngài có lựa chọn được người nào chưa? Tỉnh táo lại. Sẽ có vị thần mới đến tiếp nhận. Chúng ta chỉ cần chờ đợi. Thật sao? Phải chờ bao lâu? Thần vị thần Bách Thảo. Không vội. Rất nhanh thôi. Sao vậy? Thiên Tôn, ta rất tò mò. Ngài nói rất nhanh là có ý gì? Ta nhớ lúc đó tính ra được mấy trăm năm nữa mới có vị thần mới giáng lâm. Nếu như một vị thần sinh ra từ bụng mẹ thì gọi là bán thần. Mà là một vị thần thuần thì phải sinh ra như thế nào? À, là từ trong thánh linh. Đây, đây là cái thứ gì? Bẹp. Tít tít tít. Hả? Tít tít tít. Cuối cùng ta đã tìm thấy ngươi rồi. Ơ? Sao tao có thể hiểu mày đang nói gì thế?